phải có thế có lực thì mới có thể làm được những việc khác các bạn nhé. Đấy, nên về cơ bản đầu tiên sau này các bạn rất là loay hoay không hiểu tại sao mình không thể thành công được ạ nhé, bởi vì thế của em ở đâu. Cái tầm, tầm là gì? Tầm nó là gan là trí. Đấy, tầm là lòng dũng cảm, là sự quyết tâm, nó là tính cách của con người, dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trí làm quan, có gan mới làm được giàu. Học giỏi thông minh đấy, nhưng mà hèn thì tôi đố bạn mà làm lãnh đạo được nhé. Đấy, học giỏi nhưng tính cách này do dự thiếu quyết đoán, nó chẳng liên quan gì đến thông minh cả, chẳng liên quan gì đến giỏi cả. Do dự thiếu quyết đoán thì làm sao bạn nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống. Học giỏi nhưng lại tính lại kẹt sĩ, đếm quả dưa cà đo chai nước mắm thì bạn quan hệ ngoại giao kiểu gì, bạn thành công kiểu gì. Học giỏi nhưng tầm nhìn ngắn hạn thì chỉ ăn vặt ăn được tiền lẻ thôi em ạ nhé. Nó không liên quan đến việc bạn giỏi, nó là cái tầm. Thế là gì? Thế là tiền, là quyền lực, là quan hệ, là kiến thức, là kỹ năng, vân vân, tất cả những cái gì tạo nên thế lực của con người. Trà mà không có cái danh chính nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá. Cái doanh nghiệp của bạn, bạn làm vì cái gì? Nếu mà chỉ vì tiền mai nó lật bạn ngay. Mẹ mai mà không trả lương tao, tao dãi mày chết ngay. Làm sao có chuyện mà người ta trung thành đến nhiều tháng hiểu. Không hiểu vì sao nhân viên nó rời bỏ, bởi khó khăn cái nó chạy sạch. Bởi vì nó cái danh của mình nó chỉ là tiền thôi mà. Anh em đến với nhau chỉ là tiền thôi mà. Sản phẩm của mình, doanh nghiệp của mình có mang cái sứ mệnh gì không? Có vì đất nước, vì dân tộc không? Trà mà không có cái danh chính nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá. Và nó có thể hàng tỷ một cốc. Còn cái thằng không biết uống cái cốc trà đạo thì nó như cái uống nước đái bò mà. Nó ngon cái gì đâu mà. Cà phê nếu mà không thổi cái chỗ này, cái chỗ hay của ông Đặng Nguyên Vũ, tôi đánh giá là cái chỗ này ông Đặng Nguyên Vũ được. Yeah. Cái người thành công tên nó hay, cái tên là cái danh chính hội tụ nhân tâm lòng người. Sau đây là một số dấu hiệu mà Ivan nghĩ rằng bạn rất có thể là một linh hồn cổ tại trường năng lượng trước. Thứ nhất, dù bạn già hay trẻ, sự trải nghiệm và tư duy của bạn trên cơ người khác rất nhiều. Mặc dù chưa hẳn trải nghiệm và tư duy đó bạn đã hoàn toàn cọ sát 100%, nhưng sự tỉnh thức trong bạn rất thần kỳ, nó cho bạn khả năng tưởng tượng và chân ngộ rất sâu sắc. Bạn nói được, bạn làm được chứ không phải lý thuyết sáo rỗng. Và chỉ có người đã từng làm được dù trường năng lượng này hay trường năng lượng khác mới có thể miêu tả chi tiết và vận hành hiệu quả tương thích với điều họ nói đến như vậy. Người ta hay nói bạn giống như là ông bà cụ non và nhiều khi cười bạn vẫn vơ mơ mộng, người sống trên mây không thực tế. Nhưng hãy chú ý, những ai mà không nghe lời bạn cảnh báo, đến khi sự việc xảy ra thì họ hối hận cũng không kịp. Vì sự khác biệt của một linh hồn cổ so với người phàm phu tục tử chính là tư duy của họ rất tri thức tinh thông. Thậm chí thuật ngữ, khái niệm, kế hoạch nào đó mà khi bạn phát minh ra, ngay cả người học thuật chuyên nghiệp cũng chưa có được lượng từ vựng, cách tỉnh thức và đường lối như vậy. Trong khi điều kiện của bạn không bằng họ mà bạn làm được, thì há chẳng phải bạn rất đặc biệt hay sao? Thứ hai là bạn có đôi mắt rất có hồn và tầm nhìn chiến lược thuộc hàng xuất chúng. Đôi mắt đó tượng trưng cho một linh vật rất mạnh mẽ, đã từng quần vũ trong những trận chiến hùng tráng bi ai. Nó có gì đó vừa buồn, vừa khắc khổ, nhưng cũng quyết liệt và sắc như lưỡi gươm thần. Thậm chí có người chỉ cần nhìn vào đôi mắt của bạn khi bạn thể hiện tư duy cứng rắn, thì tự dưng họ bị ác vía đến nỗi hồn phách bay đi đâu mất. Họ không biết nói gì và không dám nói bậy bạ trước đôi mắt quyền lực, giống như là một đại đế cổ đại đang thể hiện lực uy. Hơn nữa, tầm nhìn của một linh hồn cổ phải nói là hàng độc khó tìm. Tầm nhìn đó mạnh cả vi mô lẫn vĩ mô, có thể nhìn thấu và dự đoán còn xa và sâu hơn những gì người ta tưởng tượng. Và ngay cả chính bản thân bạn cũng không hiểu tại sao mình có sự dịu năng này. Tầm nhìn của bạn được đúc kết qua nhiều kiếp bạn đã trải qua. Và Ivan nghĩ rằng hầu như kiếp nào, cuộc đời của bạn cũng giống như là thiên tướng bị đài. Vì đã chứng kiến quá nhiều, lao lực và rong ruổi quá nhiều, tầm nhìn có một linh hồn cổ vừa là độc cô cầu bại, vừa giống như là một con điêu thần bay lượn khắp nơi trong tâm thức sức mạnh để tìm ra sự thật và chân lý. Thứ ba, bạn có những giấc mơ báo mộng và bạn được phép biết nguồn gốc của mình là ai để tìm ra sứ mệnh. Một linh hồn cổ chắc chắn phải có trực giác tâm linh rất mạnh. Thậm chí trước khi bạn tỉnh thức, bạn cũng đã có những giấc mơ báo mộng, những điều tâm linh gì đó khiến cho bạn rất háo hức, thôi thúc đi tìm sứ mệnh của mình. Và đến một ngày sẽ có một giấc mơ quyết định đến đường lối sự nghiệp của bạn. Giấc mơ cho biết bạn là ai, nguồn gốc là như thế nào, tại sao bạn có sức mạnh này. Và từ giấc mơ đó, bạn biết bạn phải làm gì để tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại một trường năng lượng vừa đại ái và cũng vừa sưng bá đúng với khí chất tầm vóc của một ngôi sao chiếu mệnh. Tức bạn sống là phải trải qua thống khổ là chắc chắn. Nhưng dù bạn ở đâu, bạn làm gì, sẽ có một thời điểm bạn sẽ trở thành điểm tựa cho người khác, giống như là một thủ lĩnh tinh thần nâng đỡ cho những tâm hồn lạc lối cần sự lột xác cuộc đời. Thứ tư, bạn là một chiến binh đơn độc và có lẽ suốt đời này rất khó tìm được bạn đồng hành. Nói như vậy cũng không phải là bạn sẽ ở giá, bạn cô độc suốt đời, mà ý rằng cho dù chung quanh bạn có nhiều người tương trợ, có người yêu thương, nhưng có được một người cùng tầm cùng cấp với bạn, nói cùng tiếng nói, đi cùng con đường,
hiểu thấu khát vọng và tri thức cao sâu của bạn sẽ là rất khó, thậm chí là bất khả thi. Đó là lý do tại sao bạn luôn cảm thấy mình khác lạ, lạc lõng trong cái thế giới này. Người ta thấy bạn lủi thủi một mình mặc dù bạn là người nổi bật. Chung quanh bạn không thiếu gì người hâm mộ, cuồng si bạn, nhưng bạn vẫn đi tìm điều gì đó rất vô thức và lạc lõng. Đó chính là người tri kỷ, và tri kỷ đó không ai xa lạ, và cũng chính là bạn. Phải có thế, có lực thì mới có thể làm được những việc khác các bạn nha. Đấy, nên về cơ bản đầu tiên, sau này các bạn rất là loay hoay không hiểu tại sao mình không thể thành công được ạ nhé. Bởi vì thế của em ở đâu? Cái tầm. Tầm là gì? Tầm nó là gan, là trí. Đấy, tầm là lòng dũng cảm, là sự quyết tâm, nó là tính cách của con người. Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trí làm quan, có gan mới làm được giàu. Học giỏi thông minh đấy, nhưng mà hèn thì tôi đố bạn mà làm lãnh đạo được nhé. Đấy, học giỏi nhưng tính cách này do dự thiếu quyết đoán, nó chẳng liên quan gì đến thông minh cả, chẳng liên quan gì đến giỏi cả. Do dự thiếu quyết đoán thì làm sao bạn nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống? Học giỏi nhưng lại tính lại kẹt sĩ, đếm quả dưa cà, đo chai nước mắm thì bạn quan hệ ngoại giao kiểu gì, bạn thành công kiểu gì? Học giỏi nhưng tầm nhìn ngắn hạn thì chỉ ăn vặt, ăn được tiền lẻ thôi em ạ nhé. Nó không liên quan đến việc bạn giỏi, nó là cái tầm. Thế là gì? Thế là tiền, là quyền lực, là quan hệ, là kiến thức, là kỹ năng, vân vân, tất cả những cái gì tạo nên thế lực của con người. Trà mà không có cái danh chính, nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá. Cái doanh nghiệp của bạn thì bạn làm vì cái gì? Nếu mà chỉ vì tiền, mai nó lật bạn ngay. Mẹ mai mà không trả lương tao giá mày chết ngay. Làm sao có chuyện mà người ta trung thành đến nhiều tháng hiểu? Không hiểu vì sao nhân viên nó rời bỏ, bởi khó khăn cái nó chạy sạch, bởi vì nó cái danh của mình nó chỉ là tiền thôi mà. Anh em đến với nhau chỉ là tiền thôi mà. Sản phẩm của mình, doanh nghiệp của mình có mang cái sứ mệnh gì không? Có vì đất nước, vì dân tộc không? Trà mà không có cái danh chính nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá. Và nó có thể hàng tỷ một cốc. Còn cái thằng không biết uống cái cốc trà đạo thì nó như cái uống nước đái bò mà. Nó ngon cái gì đâu mà. Cà phê nếu mà không thổi cái chỗ này, cái chỗ hay của ông Đặng Nguyên Vũ, tôi đánh giá là cái chỗ này ông Đặng Nguyên Vũ được. Cái người thành công tên nó hay, cái tên là cái danh chính hội tụ nhân tâm lòng người. Sau đây là một số dấu hiệu mà Ivan nghĩ rằng bạn rất có thể là một linh hồn cổ tại trường năng lượng trước. Thứ nhất, dù bạn già hay trẻ, sự trải nghiệm và tư duy của bạn trên cơ người khác rất nhiều. Mặc dù chưa hẳn trải nghiệm và tư duy đó bạn đã hoàn toàn cọ sát 100%, nhưng sự tỉnh thức trong bạn rất thần kỳ, nó cho bạn khả năng tưởng tượng và chân ngộ rất sâu sắc. Bạn nói được, bạn làm được chứ không phải lý thuyết sáo rỗng. Và chỉ có người đã từng làm được, dù trường năng lượng này hay trường năng lượng khác, mới có thể miêu tả chi tiết và vận hành hiệu quả tương thích với điều họ nói đến như vậy. Người ta hay nói bạn giống như là ông bà cụ non, và nhiều khi cười bạn vẫn vơ mơ mộng, người sống trên mây không thực tế. Nhưng hãy chú ý, những ai mà không nghe lời bạn cảnh báo, đến khi sự việc xảy ra thì họ hối hận cũng không kịp. Vì sự khác biệt của một linh hồn cổ so với người phàm phu tục tử chính là tư duy của họ rất tri thức tinh thông, thậm chí thuật ngữ